màn khởi động của đội chủ nhà Trang An Ninh Bình. Cầu thủ áo số 4 là Quảng Trọng Nghĩa. Số 13 là Nguyễn Thanh Tùng. Toàn những pha ném bom, ném gạch xuống sân của dàn sao Trang An Ninh Bình rất uy lực. Bóng nhà thi đấu là bóng Mishika. Nếu mà bóng Thăng Long thì nghe rất tai lắm anh em ạ, nghe đã luôn. Bóng Mishika có độ dẻo và mềm nên là khi đập sẽ bóng sẽ không có tiếng vang lớn. Thật khủng khiếp. Số 16 chiếc bay nhỏ là Quang Khơi và Quảng Trọng Nghĩa. Hai đội sẽ khởi động bước vào trận đấu đầu tiên. Anh em thấy ra màn khởi động của hai đội thì thấy đội nào khởi động mạnh và uy lực hơn thì để lại phần comment ở dưới bình luận nhé. Theo mình thì cả hai đội thì khởi động là như nhau, còn bước vào trận đấu thì 50-50, nhưng mà đội Tràng An Ninh Bình được đánh giá là cửa trên. Trong máy đó. Anh mày đang phải đỡ bom anh em nhá. Anh bèn kênh của BCT. Libero của Trang An Ninh Bình là Libero Xuất Thành, ma số 2. Chuyền hai Giang Văn Đức. Wow, mạnh quá. Phát khởi động của Quảng Trọng Nghĩa. Hai đây là Quân Thành, Quảng Trọng Nghĩa bên hai. Cầu thủ ma số 20 là Cú Văn Hoàn, cao trên 2m, đang đứng ở cột điều khiển của trọng tài. Số 16 là Vũ Quang Khơi. Thôi thì Hưng sẽ tắt video màn khởi động đây. Hưng sẽ đi quay cho anh em xem diễn biến trận đấu chính. Anh em thấy màn khởi động nào hay của hai đội thì màn khởi động nào mạnh và uy lực hơn thì để lại phần comment. Và nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ Vi Hưng TV. Cảm ơn anh em rất nhiều.